Đây là chương trình phát thanh của Sống Vui Radio Phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ hai đến thứ sáu, Từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều Và tại vùng Orange County Trên làn sóng 106.3 FM Từ 11 giờ khuya đến 12 giờ khuya Từ thứ hai đến thứ sáu. Toàn ban phát thanh Sống Vui Radio xin trân trọng kính chào quý thính giả chương trình phát thanh sống vui hôm nay thứ hai ba mươi tháng sáu hai nghìn mười bốn gồm tin tức và thời sự giới thiệu cơ sở thương mại sau đó trở lại với tin tức và thời sự và cuối cùng là vấn đề xung quanh ta mở đầu phần tin hôm nay chúng tôi gồm Bùi Bích Hà và vô Trung từ quận Cam California xin kính chào quý thính giả của hai miền Bắc và Nam California Vâng, để mở đầu như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin thời tiết tại quận Cam của chúng ta hôm nay. Và sau đó là phần tin thời tiết ở Bắc California sẽ do anh Vũ Trung trình bày đến quý vị. Thưa hôm nay, với buổi sáng bắt đầu mát mẻ và 68 độ, thì nhiệt độ cao nhất trong ngày và buổi trưa thưa quý vị là 83 độ và buổi tối là 65 độ. Ngày mai xê xích chút đỉnh là 84 và 64 và suốt cả tuần lễ chúng ta sẽ có những ngày với thời tiết bắt đầu bằng con số 8. 85, 86, 87 vân vân Và độ ẩm hiện nay bây giờ là 79%, chỉ số UV là 1 vì trời có mây nặng, tương đối là chỉ số UV thấp. Bầu trời có mây từng phần và gió Tây Nam từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Buổi tối vẫn có mây lác đác từng phần và đến khuya thì mây nặng hơn, trời mù và gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Về San Jose có phần khá khác biệt hiện nay tại San Jose nhiệt độ rất là cao, nóng đến 90 độ F về ban ngày và thực tính giả, cứ thế và ngày mai còn nóng hơn nữa và sau đó sẽ giảm dần cho tới thấp nhất là bảy mươi độ. Thế cho nên chắc chắn là trong lúc này thì quý tính giả ở vùng San Jose và phụ cận ngoại trừ khu vực San Francisco thì chắc là không có ai mặc áo ấm cả. Chín mươi ngày mai là chín mươi hai, sau đó tám mươi bảy rồi bảy mươi chín. Về độ ẩm thì khá hanh khô hai mươi chín Gió thì lại ngưng lắng. Thế cho nên hôm nay là cả vấn đề với lại đồng hương ở trên Bắc California. Vâng. Cái vấn đề nóng hay lạnh nó ảnh hưởng đến từng cá nhân mỗi người chúng ta. Thế nhưng mà đó là vấn đề đại sự quốc gia đấy. Tại vì nếu quý vị có theo dõi tin tức truyền hình trong những ngày cuối tuần vừa qua thì thấy đài CNN đã đưa ra cái vấn đề là mời các cựu cố vấn của các chính phủ uh, trước đây với Tổng thống Bush rồi với Tổng thống Bill Clinton để nói rằng là nếu mà chúng ta không có một cái hành động nào để sửa đổi cái vấn đề gọi là khí hậu trở nên nóng hay là hâm nóng địa cầu thì sẽ có những cái hậu quả khôn lường cho nên là không biết là cuộc bàn thảo của các nhà khoa học cũng như là uh, của những giới chức trách thì có cái tác dụng nào để mà làm thay đổi cái thời tiết hiện nay được cho là uh, đang nóng dần lên và mặc dù california vẫn còn được may mắn ở miền nam chúng tôi được hưởng những ngày mát mẻ Thế nhưng mà được báo trước là 3 tháng hè sắp tới, tháng 7, tháng 8, tháng 9 sẽ là những tháng nóng đực nhất trong năm. Thành ra mình cũng rất là ngại. Bởi vì khi mà nóng quá thì thưa với quý thính giả và anh Trung đều biết là nó làm cho mình nhược đi. Còn nếu mà lạnh thì mình chỉ cần mặc áo ấm thôi. Cùng lắm là mình để mấy sưởi nhưng mà nóng thì thì kinh hoàng lắm. Và nếu mà cả quả địa cầu như thế mà nó cứ càng ngày càng nóng dần lên thì chắc chắn là có vấn đề cho nhân loại nói chung. Chỉ có nghĩ là khí hậu nóng hoặc lạnh ảnh hưởng đến cái trí thông minh của con người ta, anh không có chưa chắc chắn trăm phần trăm thế nào mà trời nóng quá tôi cảm thấy người nó uể nó oải nó nhược đi đó không nghĩ ra cái gì hết chỉ tìm chỗ nào mát mẻ để mình có thể mình ngồi được thôi thành ra may là có cái phòng uh, có máy điều hòa không khí thì nó giúp rất là nhiều nhưng mà những người có vấn đề về hô hấp lên anh chung thì sẽ rất là khó chịu trong cái mùa hè nóng đực nếu mà không có máy điều hòa không khí nó về thời tiết nóng từ có lý giả trong trận uh... Túc cầu World Cup 2014 thì đã có lúc người ta đã phải ngưng uh, vâng. trận đấu một vài phút để cho các uh, cầu thủ họ uống nước, uống nước và tưới nước thải là bớt nhiệt. Vâng. Uh, buổi sáng ngày hôm nay thì trận đấu giữa Pháp và Nigeria, Pháp đã tiếp tục ở lại bởi vì thắng Nigeria là 2-0 và Nigeria thì sẽ ôm cờ về nước. Kết quả của trận đấu Đức và Nigeria thì cho đến giờ phút này buổi sáng mà truyền đến quý thính giả ở San thì chưa có kết quả ngã ngũ. Thế tuy nhiên nhiều người đã bắt Đức Thưa chị Hà. Có những cái gọi là sự xôn xao các cược ở bên Việt Nam thì trước đây cũng đã có một bản tin khá chính thức là có một người đã đã tự tử vì thua cá độ. Và hiện nay thì theo một cái bài viết từ của những người quen thuộc với tình hình Việt Nam thì nói rằng cái 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 cá độ của Việt Nam đã bắt được những cái trận cá độ khá lớn lên đến bạc 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 trăm ngàn mỹ kim và đặc biệt tại Hồng Kông thì đã có những cuộc cá độ lên đến cả vài chục triệu mỹ kim người ta nói rằng tình hình Việt Nam các cái cư dân ở các thành phố lớn như Sài Gòn Hà Nội Cần Thơ thì họ rất là cảnh giác trong cái chuyện bị ăn cướp thì Việt Nam hiện nay cũng theo những cái bản tin trình bày và viết ở trên sách báo thì nói rằng là vì có lẽ chưa ở cái mức mà gọi là thua tiền một cách nó ồ ạt số lượng nhiều cho nên tình trạng cướp bóc tại việt nam vì thu tiền các, các, các cược đó nó chưa đến nỗi nào thế tuy nhiên cái người ta tin rằng là trong những ngày sắp tới càng gần đến cuối mùa đó của đá bóng thế giới thì sẽ có những tệ nạn nó xảy ra giống như mọi, mọi lần vậy và cái kỹ thuật gọi là uh, chém trước cướp sau đó tức là gặp nạn nhân là chém trước cướp sau thì chắc chắn nó sẽ xảy ra thì các cái, các cái lực lượng an ninh ở trong nước thì họ cũng đã cảnh giác về cái chuyện này thưa quý thính giả nói về cái chuyện mà tự sát thì người ta nói đùa rằng là cái những cái người mà tự sát về các cược ở việt nam chị họ nhiều tiền nhưng mà họ mất tiền và họ muốn tìm một cái nơi họ chết một cách yên ấm đó thì người ta tìm cách người ta qua Mỹ người ta chôn cất thì có thể từ đó coi chừng là cái giá đất mà chúng mua đất mà chôn cất ở, ở, quận Cam này sẽ tăng lên vụt vụt bởi vì cái, cái cái cái, sự chết sau cuộc cả cuộc của những người Việt Nam ở trong nước vậy. Anh nghĩ là ai là người sẽ đưa cái cho tàn của họ sang Mỹ để chôn xuống đất? Ồ, thưa chị thì họ có những cái lời nguyện đó chị là họ chết họ cũng không muốn chết trong một cái môi trường mà nó độc hại ở trong nước rồi đồng thời là nó ồn ào tiếng còi xe rồi chết để để hóa kiếp sang chứ kiếp không khác. phải là cái độc hại từ bên trong họ khi mà cá cược những con số tiền lớn như thế nữa thì họ đâu có sống lành mạnh đâu à, tôi có nói chuyện trong cũng cuộc không khí đá bóng đó, thì phải nói là có nhiều chuyện vui lắm họ la hét um sùm người thì nói vợ con mình lúc mà thu cái dơ tay đập tay này đập vào tay kia đấy yeah. nói đúng con vợ tuyệt vọng của tôi ấy. con vợ tuyệt vời của tôi nó nói đúng con <laughs> vợ tuyệt vọng không à anh tại vì anh nói tôi xin lỗi anh nói là ở đây là tôi tuyệt có tuyệt vời tôi, tôi có một con vợ xin lỗi quý vị nhé ông nói là con tôi có một con vợ tuyệt vời nhưng mà con vợ này đang đứng bên bờ tuyệt vọng cho nên cái kết quả mà nó đưa tôi sao nó trúng quá thế rồi là có những chuyện đùa nó nói là bây giờ tôi cá với quý vị tại trong đá banh mà chỉ trong lúc nghỉ ra lao tại sao mà người cao niên người cao niên không phải chỉ nam california mà người cao niên ở trên bắc california trong cái mùa đá bóng này nhất là trong cái giai đoạn một vài tháng nay là gần như không thấy ngồi đợi xe bus ở chỗ mấy trạm xe bus như những năm về trước nữa ngồi đợi chiếc máy truyền hình dạ không phải chị có cái lý do nó là ngày xưa đó thì là bên những cái biển quảng cáo poster quảng cáo bên những trạm xe bus thì nào là ông địa ốc bà địa ốc ca sĩ này ca sĩ nọ đặc biệt những toàn là những nữ ca sĩ đẹp không à thì các cụ thích ngồi đó cho nó thoải mái cho nó có hơi của tuổi trẻ để nó làm cái sức bật cho tuổi già đại khái vậy đó. thế nhưng mà sau này thì là quảng cáo quảng cáo ở, 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 uh, an toàn trên xa lộ đi về miền vĩnh cửu bình an đại khái vậy các cụ sợ cụ không dám ngồi à. nữa. Để. Thì đó không, là không những dám cái... đối diện với sự thật nữa. Dạ, đó là những cái 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 cái, cái, cái màu chuyện mà bên lề. nhưng mà không khí mà anh Trung nói là la ó thì tôi đã chứng kiến nhiều ở trong nhiều gia đình, uh, có là mọi lứa tuổi chứ không riêng gì là người trẻ hay là nam hay là nữ hay là gọi là nam phụ lão ấu đấy đều có cái không khí rất là hào hứng. mà đặc biệt là Rê sô Nguyễn của sống vui, những cái hôm đi ăn với chúng tôi buổi buổi trưa, mà khi cô thấy một quả bóng gần sút vào vào gôn cô, cô làm tôi hết hồn luôn. Yeah. <laughs> rồi uh, xem lên một cách sảng khoái nhưng mà về. sau đó bóng nó hụt ra ngoài <laughs> có một chút liên quan đến đá bóng thì không biết San Jose như thế nào nhưng mà miền cuộn Cam đó Vậy. thì những người, người thích đá banh đó chị họ đã đặt tên cho những cái tiệm cà phê gọi là cà phê nghèo ừ. ông chủ bà chủ rất là hạt tiện không có màn ảnh lớn hả à, màn ảnh họ là tiệm cà phê lâu năm dạ. à, thuộc lại đông khách nhưng mà cái mùa này hoàn toàn khách rút đi hết à. lý do bởi vì cái cái màn ảnh truyền hình của họ đúng rồi nó chỉ dài có ba gang tay đấy à? thế đấy vâng. dài ba gang tay ừ. mà nó mà nó dày cộm nữa ừ. mà muốn cái người lớn tuổi uống cà phê muốn xem đá bóng là phải đứng sát vào thì làm sao lấy chỗ đâu đứng sạc chị thêm cho nên bảo là quán cà phê nghèo là như thế, thế thì thiếu à, vốn đầu tư rất nhiều cái câu chuyện trong cuộc đá bóng này ừ. ở hải ngoại này cái này chắc phải gọi cô kiều dung để hỏi xem thử có thể giúp cho các tiểu thương làm cách nào để mà tận dụng được cái <cười> <cười> cái khả năng <laughs> chúng tôi cứ hay lang thang thành thực ra ghi được những câu chuyện bên lề xin kể cho chị hà với anh huy tường luôn là có một anh gọi cái không có tiện nêu tên anh thì là bố là mỹ mẹ là việt buổi sáng này có cái trận đấu giữa này uh, Nigeria với Pháp chị cho nên mấy người bạn này chung quanh bà nó nói nói với anh mà uh, bố Pháp mẹ Việt ấy, mà đen bảo, à, không biết cái 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 biết mày ủng hộ đội nào cái ông kia nói tao đương nhiên tao Pháp thì bố tao Pháp này, tao đương nhiên tao ủng hộ Pháp này cái tự nhiên con ông kia nói mày sao mày biết bố mày Pháp chị à với tôi nhiều ý với cái thế là tức là nay ông này là ông ông ấy lai bố là pháp nhưng mà pháp đen thì Nigeria Nigeria là phía châu mà chị thì ông ông tưởng ông kia hỏi thiệt nó thì ông già tao pháp tao phải ủng hộ pháp chứ cái đó, có ông một ông nọ đồng lòng cái muốn nói một câu nghe sao óc lắm tôi cũng sao óc chứ đừng nói là cái người đó nó sao mày mày xua sure là mày 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 biết nó... nhưng mà nếu mà bố là Nigeria mà sao lại gọi là pháp thì chị tại vì ông ấy là ông ấy là ông lai tây ừ ông là tây ông nhận ông là tây ừ. thì ủng ông, ông, hộ đội thì tây bố, thì bố phải là là fan chứ sao lại thì Nigeria ông ủng hộ đội tây nhưng mà người khác nó làm sao mà tại à, sao à, tại sao ông à, không à, hủ, ủng hộ đội Nigeria à, à. thế mà với ra chuyện à. suýt nữa gầm gừ nhau đánh suýt... nhau yeah. <laughs> vâng. nhưng mà bù lại thì thưa với quý thính giả ngày hôm qua chúng tôi cũng rất là được dịp trước khi có những cái bản tin khác chúng tôi được dịp tham dự cái đại hội thế giới lần thứ hai của trường trung học Nguyễn Trãi là cái nơi mà tôi đã dạy trước đây ở Sài Gòn thì thưa với quý thính giả Quả nhiên chúng tôi thấy là Cái giá trị của giáo dục cái Câu chuyện mà tôi với giáo sư Vũ Chi Thường được gặp gỡ quý thính giả trên làn sóng này Và mỗi ngày thứ ba đó Thì thưa quý vị Cái giá trị cũng như là cái gì còn lại Gọi là cái tinh hoa của mỗi nền giáo dục Mà đi đúng với cái chiều hướng Gọi là nhân bản Và Phải nói là cái gì nhỉ Nhân bản và khai mở khai phóng là khai phóng về nhân bản, thì thưa sau tất cả những cái gì đã mất hết, tất cả những cái gì đã uh, kinh nghiệm trải qua rồi, thì còn lại tôi thấy rất là rõ đó là cái nét nhân bản, mà nhân bản mình hiểu theo là cái tình thương yêu à, đối với uh, nói chung là đồng loại đi, có người đã có đồng môn, có đồng nghiệp, rồi thì uh, có một cái thời mà mình đã trải qua ở dưới những cái mái trường Ở đây đó uh, Cùng mang một cái danh hiệu của ước trai của ước trai Nguyễn Trãi. Thì tôi thấy các em thể hiện được cái tinh thần của Nguyễn Trãi đúng như thế, người tinh thần yêu nước. Từ những nỗi oan khiên của lệ viên, cái câu chuyện lệ viên chi đó, thì lệ chi viên, sự dụng có thính giả lệ chi viên. Và những cái bài ca yêu nước đó, họ không có họ không có diễn văn dài dòng, không có mời nhân vật tên tuổi. Chỉ có sinh hoạt ở trong đó là các em học sinh nhiều thế hệ, với các thầy cô giáo cũng nhiều thế hệ. Và họ thể hiện cái tinh thần của cái buổi cái buổi họp mặt đó bằng những cái bài hát. Anh Trung biết những cái bài như là Hội nghị Diên Hồng, như là hội trùng dương như là các anh là chàng người trai vô tư Hay, tui... đi để khái tuyên tự nhiên thì bà đã tưởng biết là gì không các anh hả các anh về hả vâng rồi thì uh, anh hùng uh, chiến sĩ vô danh thì tất cả một cái một cái hồng khí rất là rất là đặc biệt của tuổi trẻ hướng về đất nước, hướng về quê hương và hướng về cái cuộc đấu tranh để mà giữ lại cái sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cũng như là cái uh, cái đất nước mà mà được coi là cái gia sản thừa hưởng của ông bà mình, tổ tiên mình. Thành dân nó rất là xúc động. Và thưa quý thính giả, thật ra trong giới trẻ để mình thấy tuy là họ hội nhập gần như là 100% với lại dòng chính để có thể tồn tại được, có thể sống được, có thể xây dựng cái gia đình của chính họ trên cái đất nước này và bảo vệ những cái gia đình đó nhưng mà cái phần thâm sâu nhất của họ vẫn là tìm về với quê hương, tìm về với đất nước và trong cái ý hướng tốt nhất tức là bằng cách nào khi mà tuy là cũng là cái bài hát thôi anh Trung biết không nhưng mà khi họ hát cái tấm lòng của họ đây mình thấy rõ ràng từ cái nắm tay dơ lên từ cái, 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 cái âm điệu trong cái giọng hát của họ thành ra rất là xúc cảm và cũng có lời ngợi khen các em và xin lỗi cảm ơn quý khán giả cho phép chúng tôi được trình bày đôi lời là thế hệ con em chúng ta không phải đã hoàn toàn là là mất gốc đâu thành cái đó là cái niềm vui nhất cho tôi ngày hôm qua vâng. nhân chỉ dùng đến cái chữ gọi là lệ chi viên vâng. uh, với lại nhắc về nhân vật gọi là văn võ song toàn Nguyễn vâng. Trãi đó vâng. thì chính ông là một người quả là nhân tài mà đã được unesco dạ, thế đúng. vinh danh là một một người nhân tài ông Nguyễn Trãi sinh năm 1442. nghìn ngày 19 tháng 9 và quê của ông là ở Lộ lại Lạng Giang tức là tỉnh Hải Dương bây giờ. À, có bố và có mẹ hiện nay cháu có cháu ngoại là Trần tên là Trần Nguyên Đoán đán nữa. Ông đã là một mưu sĩ của Nghĩa quân Lam Sơn. Vâng. Trong việc bày mưu kinh tính Đạ. kế cũng như vâng. soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh thì nhớ là Nguyễn Trãi chính là người đẻ ra những cái gọi là hội nghị dân hồng vâng. là một cách dùng chiến chê anh chị Đạ. rồi dùng cả ông làm văn võ qua song toàn rồi khắc lên những cái lá lá cây vâng, đấy địa lý địa lý mở lại, lên những cái lá cây mà, để, vâng. để, khích, để cho kiến cắn vào vâng. uh, để tỏ cho người dân biết rằng là cái này là điểm trời <laughs> điểm trời, <laughs> điểm trời. <laughs> Nguyễn Trãi là nhân vật như thế vâng. uh, ông là một nhà chính trị ông là một nhà thơ là một nhà địa lý và đồng thời lại là một nhà ngoại giao đây là qua về nhân vật Nguyễn Trãi chúng tôi sẽ trở lại phần tin tức sau một vài phần thông tin thương mại xin quý vị đừng rời làn sóng sống vui vui Xin giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sống Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Mọi chi tiết về thương vụ quảng cáo xin liên lạc 1-800-785-8077, 1, -785 -8077, 1 -785 8077 Quý thính giả muốn nghe lại chương trình này xin vào website tìm -lại -tuổi xuân com tìm -lại -tuổi xuân com tàu gốc xem xeo sản phẩm độc đáo tuyệt vời tạo đi vui hạnh phúc mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền nhức đầu kinh niên mất ngủ tiền viên bệnh tật tiêu liền mỗi ngày một viên giúp ta tái tạo tế bào được dần thời gian tìm lại tuổi xưa thưa quý thính giả đã là người tất không thể tránh khỏi bệnh tật khi tuổi đời ngày một chất chồng và những vết chân chim hằn sâu đâu đó trên da mặt. Tạp chí khoa Lancet nổi tiếng Hoa Kỳ nhận định Cơ thể già nua hay còn gọi là aging, tức lão hóa là một trong nhiều lý do chính yếu tạo ra sự cằn cỗi và bệnh tật. Xem gel tế bào gốc, mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền, tăng cường năng lực làm chậm tiến trình lão hóa ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân hữu hiệu nhanh chóng, thích hợp cho mọi giới không gây phản ứng phụ. Để có ý niệm về sản phẩm độc đáo giá trị này, chúng tôi trân trọng xin mời quý thính giả lần lượt theo dõi những trải nghiệm sau đây. Bà Anh ở Nam California kể lại căn bệnh khó trị của mình như sau. Tôi là bị táo với là kinh niên, mỗi lần đi bao mua mân là khổ lắm. Từ ngày uống stem cell á, rất là dễ dàng, mà không có phải <laughs> dặn gì hết. á Chị có ngạc nhiên về cái kết quả nó nhanh như thế này không ạ? Tôi rất là surprise, nhiều khi tôi còn bị vấn đề hemorrhoid nữa. Tôi là dietitian, thành tôi cũng biết về vấn đề dinh dưỡng. Nếu những ai đã từng bị gao, bị đau, thấp khớp, đi lại khó khăn như chị Nina San Francisco, bà Quyên Trần, chị Thúy, chị Mai Huê ở Oakland thể hiện qua ghi nhận sau đây thì cũng phải đồng ý đó là những niềm vui không có gì tả xiết. Tôi gọi vô tôi cho biết và tôi đã uống 12 ngày tôi cảm thấy rằng rất là hợp. Thứ nhất là tôi ngủ ngon, tôi ngủ sâu giấc. Cái thứ hai là làm cho những cái khớp là... Em bị khóc rất là nặng, rất là nặng, đi không được luôn Em bị sưng xong rồi em uống thuốc này mới giảm sưng, với giảm đau, ngủ cũng ngon nữa Em uống cũng được hai uh, 2 tháng cái ba không khỏe bây giờ ông nên xuống lầu Hồi xưa ông đi cơ, phải co cái cây đi Bây giờ bỏ oh. cái cây rồi Ông bỏ gậy luôn, ông đi đâu ông phải chống gậy Tại đau nhất khớp xương với lại ông bị gao nữa Mà cái gao nó cũng hết, bây giờ ông hết cái gao luôn Em làm việc nhiều làm quá, làm leo á, xưng lên một cục bự vậy Cục u như cái, cái, cái đầu ngón tay cái nằm ngay chỗ cổ tay á Nó cứng ngắt cả đi bác sĩ, bác sĩ nói là phải giải phẫu nó đau mà nó xưng Do hôm nay tự nhiên nó xẹp rồi, em phải đi làm cho nên em gái chịu đau Bác sĩ cho uống thuốc em không uống luôn, em không dùng thuốc gì hết, chỉ uống tên xem rồi thôi. Thì chờ em uống ba tuần thì nó hết, nó xẹp xuống rồi. Đúng là thành dược. Ông Vĩnh Bùi San Jose bị bệnh gao kiêng ăn đã 10 năm, nhưng nhờ stem gel mà nay ông tha hồ cái gì cũng ăn. Ông ăn líu lo, nguyên vẹn bị gao ở, ở cái bàn tay của ông là... 10 năm rồi, chân nữa. Tôi đi dây dày không có được. Bây giờ ăn được, cái gì cũng ăn được. Tiểu đường cũng không có. Được giờ nó nó đài thấp xuống Bây giờ cứ ăn, líu lo tôi không có sợ. Một nữ đồng hương ở tiểu bang Arizona cho biết bà không còn phải đập đầu mỗi lần đầu bị đau. Cái bệnh viêm xoang mũi kéo dài từ Việt Nam nay đã khỏi hẳn. Mời quý thính giả theo dõi. Bị giống như viêm xoang mũi từ ở Việt Nam qua tới đây. Có như mỗi lần em nhất là em phải kiếm cái gì đó, em phải đập vô cái chỗ này nè. Nó cứ cứ cái đầu mình phải vô chỗ đó nó mới cho nó đã. Mới tuần đầu đó, em uống thì giống như là cái 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 feel nó thay đổi là giống như cái da thôi cái da mặt nó căng lắm mà không biết sao mà nó căng vậy thôi qua 2 tuần 3 tuần thì thấy cái, cái bệnh nhức đầu là nó nó, nó gòn nó không có còn nữa. Đến đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi lời chứng từ những người đã sử dụng xem tế bào gốc. Mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền. Mọi chi tiết xin vào trang nhà www.tìmlaituổisuân.com tìmlaituổisuân.com hoặc gọi 1855 617 bốn mỗi ngày một viên bệnh tật tiểu liền mỗi ngày một viên giúp ta tái tạo tế bào xin vào website www đó tìm lại tôi Tại tôi bị sạn mật mà mổ rồi Nhưng mà uống cái này vô thấy nó ngủ được Có kết quả tốt lắm á Nếu mà người nào mà yếu sức Nó nên, nên uống công nhận da đẹp Da dẻ rất đẹp, căng dữ lắm Nếu có ai hỏi gì đó Tôi số điện thoại tôi nói giúp cho công ty Không có việc gì đâu Cái nào tốt được thì mình cũng giúp đỡ cho những người khác Hôm tôi đi nghe quảng cáo là đi tham khảo Ngay chủ người Việt không? Báo người Việt tôi có lại lại đó để mà nghe thì nghe bác sĩ trình bày thì tôi uống thử trong vòng một tháng tôi thấy uh, khỏe thành ra tôi trở lại để mà mua thuốc thêm tôi uống <laughs> em có mấy mỏi là mình thấy nó cũng uh, uống cái đó vô mình cảm thấy là cái thuốc này nó ok đối với em không nó hợp với em không nó rất là hợp với em thành ra... Là... khi nói với đề sinh lý thì ai cũng ngại nói đó mình nói gì đâu ngại đâu ngày đầu tiên á thì em thấy nó cũng uh, bình thường ha sau một tuần lễ thì mình thấy nó ok tại vì mình uống mình xài mình biết anh nhưng người ta đâu uống thì người ta đâu có biết đâu gốc 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 tế bào gốc xem xèo sản phẩm độc đáo tuyệt vời tạo nên vui hạnh phúc mỗi ngày ngộ viên bệnh tật tiêu liền chiếc đầu đình niên mất ngủ triền miên bệnh tật Xin chú ý, xin chú ý để mua được sản phẩm Stem Gel tế bào gốc và Serum Stem Gel tế bào da chính gốc. Chỉ đến những đại lý liệt kê sau đây. Tại Úc có Tân Á Market và Toàn Phát Kip Shop trên đường International. Vùng San Jose khải hoàn 2 cạnh Center Supermarket và khải hoàn 6 trên đường Story. Cannibal Skin Care trong khu nhà hàng Cao Nguyên trên đường King. True Beauty trong khu Việt Nam Thảo cũng trên đường Story. East Line Collection kế bên Lee Sandwich đường King và Nhật Thành trong khu Paloma trên đường Silver Creek. Đặc biệt trong khu Grand Century Mall đường Story có Angel Beauty xin nhắc lại bên trong thương xá Grand Century Mall ở đường Story chỉ có một đại lý duy nhất Angel Beauty mà thôi. Muốn biết thêm những đại lý ở các tiểu bang khác xin liên lạc 1855 617, 4074. 1855 617 4074 hoặc vào website tìm lại tuổi xuân.com tìm lại tuổi xuân com từng tế bào ra mỗi ngày hai lần trắng ngần đẹp xinh giúp da tái tạo tế bào xin vào website www tìm lại com trở lại với chương trình phát hành sống vui chúng tôi cảm ơn quý vị mọi liên lạc xin gọi một tám trăm bảy tám năm tám không bảy bảy tám trăm bảy tám năm tám không bảy bảy email là sống vui radio gmail com tất cả chương trình này được lưu giữ trên trang nhà www tìm lại tuổi xuân com chúng tôi xin phép uh, quý khán giả để uh, để đính chính lại cái bản tin cái năm mà ông nguyễn trãi mất uh, đó là năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai và chi tiết thêm về cái chuyện mà ông bị chu di tam tộc cùng với nguyễn thị lộ ở tại cái lệ chi viên mà chị hà đã nhắc đến á, thì câu chuyện nó như thế này người thiếp của nguyễn Trãi tên gọi là nguyễn thị lộ đi theo hầu vua và năm mà vua lê thái tông hai mươi tuổi đi thuyền vào chơi chùa côn sơn thì vua bị bệnh và ngài đã thức suốt đêm với nguyễn thị lộ rồi sau đó ở nhà vua chết chính cái sự chết này các quan thì giấu chuyện vua chết đến 8 ngày sau chết ngày mùng 1 tháng 9 thì mùng 9 tháng 9 mới thông báo về cho Đông Kinh tức là thủ đô đó là để làm lễ phát tang cho nhà vua và triều đình bắt đầu quy tội cho Nguyễn Thị Lộ giết vua rồi bắt luôn cả Nguyễn Trãi khép hai người và âm mưu phản nghịch thị nghịch tất cả gia quyến đều bị chu di tam tộc ông Nguyễn Trãi đã mất ở tuổi 63 trong một hoàn cảnh bi phẫn và oan khuất. Đến đây thì một bản tin khác liên quan đến chuyến máy bay United Airlines khởi đi từ Chicago để bay về um, quận Cam. Thì thưa quý tính giả đang trên đường bay đó thì bỗng chợt cái cái, cái gọi là cái cái cái, cái bao á, cái bình cái cái hơi đó chị, cái cầu mà để mà khi mà có nguy hiểm á, cửa mở ra thì cái phao nó nó thả từ trên cánh cửa máy bay xuống Để người ta để mình slide ngồi cho nó thôi. slide xuống, Được. trượt xuống Được. Thì máy bay đang bay Bỗng dưng cái phao đó Cái cái cầu trượt đó Nó Tự động bung ra Nó bung vào trong cái máy bay Trong uh, khuôn của máy bay Cho nên máy bay phải tìm cách Mọi cách đáp xuống Kansas Ở Wichita Chuyến máy bay này mang theo 96 người Và tất cả đều bình an vô sự nói chung máy bay đáp với cái cầu thang nó lắc lư như vậy à hay sao? Thưa chị không ạ, um, có nhiều người cũng suy nghĩ chị Hà phải hiểu rằng là cái cái khi cái cửa đó mở ra đó, khi cửa mở ra tức là cái mình gọi là cái airbag đó, nhưng mà nó giống như cái cầu thang thật dài giống như một cái lưỡi thật dài, dạ. nó rơi xuống, ừ. nó rơi xuống để người ta làm cái cầu trượt. Dạ, đúng. Thế mà trường hợp này máy bay đang bay thì cái cửa nó không mở ra và nó lại bật ngược vào trong cái khoang Nhưng mà máy cửa bay. Cửa mở ra thì to chuyện rồi. Dạ không cửa không mở dạ, ra. Dạ, mấy vậy. Mà cái chính vì cửa không mở ra nó bị chặn cho nên cái cầu trượt bằng hơi đó nó ừ. bật ngược nó cuộn vào bên trong phần khoang. À, liên quan đến cái chết của một lính cứu hỏa, ông 36 tuổi đang đi cắm trại với một người bạn cứu hỏa khác, thì ngày thứ sáu vừa qua, quý vị có thể tưởng tượng con chó mà ông dẫn đi cắm trại cùng với ông trong một khu rừng khá hẻo lãnh cũng thuộc tiểu bang California này thì con chó sổng dây chạy mất và người lính cứu hỏa 36 tuổi đuổi theo con chó để tìm con chó cuối cùng ông đi lạc luôn và tính ra rất nhiều các cơ quan người ta cộng chung lại với nhau cả hàng ngàn giờ đi kiếm ông cho tới tận chủ nhật thì tìm ra xác của ông trước đó thì đã tìm ra những cái manh mối những cái, những cái những cái ông cái vết tích ông để lại đó thế nhưng mà chủ nhật thì ông nó không còn sống nữa và cũng trong ngày chủ nhật đó thì con chó mà nó tuột dây ra đó thì nó nó trở về nó tìm đường nó trở về ngay cái chỗ cái xe đậu chỗ parking của cái xe điều đó cho thấy rằng uh, cái chết này một cái cách khá lạ lẫm với một nhân viên cứu hỏa còn tuổi khỏe mạnh mà rồi nó dẫn đến một cái chết một cách bất ngờ chỉ Thế nó cũng dễ hiểu nhưng chung nhiều khi ông có vội vã đi tìm con chó rồi quên không mang theo những cái thiết bị cần thiết để mà giúp mình định hướng lạc trong một khu rừng hay một khu núi thì khó khó mà ra và nếu nhiều ngày quá thì không mang theo thực phẩm không mang theo nước uống thì phải chết thôi nhất là cơ thể một người linh cứu hỏa đó nó đòi hỏi cái vấn đề ăn uống ghê gớm lắm. tuy nhiên mà cái điều này cho mình thấy là con chó nó có một cái tinh khôn nó có một cái cái cái, cái giác quan lạ lắm nó sẽ tìm về cái nơi mà từ đó nó đi đó có thể sau một thời gian rất là lâu đó hoặc một vài tháng một vài ngày một vài tuần hoặc có thể thậm chí một hai năm vâng thành ra là cũng như là một người bố đi tìm con vậy thì mình phải chấp nhận thôi vâng Thưa quý khán giả, quý vị biết rằng là cái vấn đề vừa qua thì uh, theo cái đạo luật về sức khỏe mới của Tổng thống Obama gọi là Affordable Care thì tất cả các cái cơ sở mà có uh, nữ nhân công thì đều phải cung cấp thuốc ngừa thai cho họ miễn phí trong cái chương trình bảo hiểm của công ty. Thế tuy nhiên nhiều công ty đã vì cái lý do tôn giáo họ từ khước cái điều này và họ đã kiện ra tối cao pháp viện để nói rằng là vì cái tín ngưỡng họ không thể đài thọ cái thuốc người thai cho các nữ nhân viên của họ được bởi vì như vậy đi lại đi ngược lại cái tinh thần giáo lý của tôn giáo họ theo đuổi cho nên là hôm thứ hai tức là hôm nay thì tối cao pháp viện đã ra cái phán quyết rằng là các cái công ty có thể tôn trọng những cái khuynh hướng về tôn giáo của mình và có thể không phải bắt buộc là trả tiền thuốc ngừa thai cho nữ nhân viên của mình. Cái điều này thì có thể gây đến một số trở ngại cho các nữ nhân viên làm việc tại các công ty. Mặc dù trước đây thì nói rằng là chỉ có những công ty nào nặng tính cách tôn giáo thì được quyền có cái option này. Còn những công ty mà bình thường họ gọi là là làm ăn để kiếm lợi đó thì chưa không được không được ở trong cái trường hợp miễn trừ này. Thì bây giờ thì với cái đạo, với cái phán quyết mới của tối cao pháp viện thì ngay cả những công ty không có khuynh hướng tôn giáo họ làm ăn bình thường thế nhưng họ vẫn có thể là không từ chối không có cấp cái thuốc ngừa thai miễn phí. Thì tuy nhiên bản tin cho biết rằng là thật ra thì cái thuốc ngừa thai miễn phí này đã được cấp từ trước khi mà có cái luật y tế của tổng thống Obama và đa số công ty họ dùng cái quyền lợi về sức khỏe gọi là cái fringe benefit nữa, như là một cái một cái nói lên miếng mồi nhử thì hơi quá nhưng mà sự đãi ngộ đặc biệt để mà thu hút nhân viên thành ra tự họ họ đã tình tự nguyện để cung cấp cái thuốc ngừa thai cho các nhân viên làm việc trừ những cái dụng cụ nó đắt giá quá thì họ không có bao trả. Thế nhưng mà thuốc người thai thì họ nói là không phải là một cái số tiền quá cao, giá nó không có không có phải là đáng kể. Thành họ sẵn sàng họ làm cái việc này. Cho nên là không biết có bao nhiêu phụ nữ sẽ chịu ảnh hưởng của cái uh, phán quyết mới của tối cao pháp viện. Tuy nhiên họ cho biết rằng là mỗi công ty gọi là Hobby Lobby thì thưa với quý thính giả công ty này chuyên môn làm những cái đồ thủ công nghiệp đó thì họ cũng sử dụng tới uh, thưa 15.000 nhân viên toàn thời gian và họ có 600 cái tiệm bán lẻ ở trong 41 tiểu bang thành cái số lượng nhân viên họ dùng cũng khá đông thì đây là một cái công ty mà chắc chắn là họ đi theo cái khuynh hướng tôn giáo và họ từ chối không có bao trả tiền thuốc ngừa thai cho các nữ nhân viên và bên cạnh đó công ty The Greens tức là một cái công ty cũng theo về cơ đốc giáo và có một cái chuỗi nhà hàng lấy tên là Macdo là một chuỗi gọi là bookstore chain đấy bán sách đó thì họ cũng không có uh, đi theo cái đòi hỏi là phải cung cấp thuốc ngừa thai cho các nữ nhân viên. Uh, và ngoài ra thì còn có một công ty nữa là Conestoga Wood uh, Specialty Corporation ở Pennsylvania thì cũng được uh, nhà dòng Mennonite uh, là chủ nhân và đã dùng 950 nhân viên để mà sản xuất những cái uh, cabinet bằng gỗ ở những cái, cái tủ bếp mà bằng gỗ đó, thì họ cũng cũng từ chối điều này. Thành ra trước mắt là mình thấy có những cái công ty rõ ràng có khuynh hướng tôn giáo thì được miễn trừ. Nhưng mà ngoài ra không biết có bao nhiêu công ty khác nữa, những công ty uh, tiểu thương hoặc là ở một cái mức độ không có lớn lắm hoặc là đang phát triển thì cái này còn là một cái uh cái chọn lựa và nó cũng gây những cái sự mâu thuẫn trong cái vấn đề ứng dụng cái Obama luật care. y tế. Vâng và, và tối cao pháp viện mình cũng không quên là hai năm trước đã đã ủng hộ hoàn toàn cái chương trình Obama Care thành ra bây giờ thì đây là những cái cái biệt lệ mà tối cao pháp viện nghĩ là phải đáp ứng với lại cái nguyện vọng của của người dân. Nói và... về ông đương kim tổng thống Obama thì ông lại một lần nữa ke ke về cái ẩm thực của Hoa Kỳ và ông muốn rằng là một trong những cái hướng đi sắp tới của ông sẽ chuyển một cái gọi là một cái tiểu đội con con gồm có năm chiến sĩ đặc biệt, đó là năm đầu bếp nổi tiếng nhất Hoa Kỳ để đi vòng quanh năm nước và uh, làm việc là giới thiệu thức ăn của Hoa Kỳ tại những nước mà chúng tôi uh, liệt kê sau đây. Thứ nhất là Nam Hàn, thứ hai là Nhật Bản, thứ ba là Canberra Úc, thứ tư là ở Bắc Kinh ở Trung Quốc và thứ năm là Ờ, một nước nữa là Á à Châu à, dạ xin lỗi Singapore hay là đâu, dạ thì ông quan niệm rằng đây là một cái bước gọi là phải bằng mọi giá để mà đến các nước đó giới thiệu thức ăn đặc biệt của Mỹ. Ờ, một trong năm người đầu bếp đó là chính là Chef Cúc của tòa Bạch ốc, tên là ông Sam sẽ đi biểu diễn để làm thế nào cho thế giới chú ý đến. Nhưng mà cái mục tiêu sau cùng của ông là tìm cách chiêu dụ mời chào những người du khách từ các nước mà chúng tôi vừa mới liệt kê để đến du lịch Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ông đưa ra một cái chỉ tiêu là phải có bao nhiêu triệu triệu người du khách trong cái thời kỳ ông làm tổng thống. Thì đây là một trong những mục tiêu à, chúng ta sẽ đợi xem giùm cái mục tiêu của ông có thành công được giống như Obama hay không. Phải nói là tổng thống Obama có nhiều ý tưởng rất là rất là cấp tiến và đặc biệt là có lẽ đi bên cạnh đó cũng có một cái dụng ý đấy, anh chung là giới thiệu cái văn hóa Mỹ đến những cái đất nước mà cho là chưa có có thân thuộc lắm hoặc là cần phải thân thuộc hơn. Trong đó có Bắc Kinh anh chung thế không? Đang văn hóa ẩm thực đấy, bởi vì ẩm thực thì nó dễ chiêu dụ con người như anh nói đó. Ăn ngon là cảm thấy thích rồi. Thì không những là họ đến Mỹ thì họ thưởng thức cái món ăn này mà họ có thể nhập cả những cái thực phẩm sản xuất từ Mỹ để mà làm những cái món ăn đó ở trong gia đình thì đó là một cái chiến dịch cũng khá lớn đấy. Nhưng mà không biết rằng là tổng thống sẽ thành công đến mức độ nào. Ờ, trong khi mà năm đầu bếp lẻ loi đó có mang được những cái bởi vì nấu nướng có những cái ingredient đó nó đặc biệt lắm nếu mà không có những cái, cái 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 những cái gọi là những cái ingredient đó thì thì khó mà thực hiện một cái một cái thực đơn của người Hoa Kỳ 100%. Với lại ông đi cái chiến dịch này này chuẩn bị cho cái World Expo sắp tới đó chị. À. Thì nơi đó là chắc có gian hàng của Hoa Kỳ thì sẽ có biểu diễn những cái thực phẩm đó. À, quý vị đang là người Việt Nam, nếu có muốn những người trông coi trẻ em trong nhà hay gọi là nanny đó, thì xin chú ý bản tin sau đây. Có bà 64 tuổi, tên là Diane Shelton. Bà đã bị cho nghỉ việc trông uh, coi trong một gia đình. Nhưng mà bà nhất định phải không chịu rời nhà người chủ. Và bà còn ham dọa là thực kiện nữa. À, người ta đã điều tra và thấy rằng bà có danh sách gọi là vicious list trong danh sách của những người chuyên môn đi kiện. Thì thưa quý vị theo luật của California thì khi quý vị cho một người vào trong nhà ở mà vì bất cứ lý, lý do gì mà quý vị mời họ ra, kể cả người thân của mình nữa mà người ta chỉ cần nói với cảnh sát là tôi thuê cái nhà này, thật đấy thật thấy dối đó là chuyện của tòa án thì người cảnh sát sẽ không bao giờ can thiệp và thật là khó khăn phải bước qua những cái thủ tục bình thường nhất, tức là phải nhờ đến luật sư Chắc chắn nhờ rồi. Đến những thủ tục trục xuất mất một thời gian vài ba tháng, thì đây là một câu chuyện để cho 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 những người Việt Nam chúng ta rút đó làm kinh nghiệm. Uh, thêm một chút nữa trước khi chúng ta chuyển sang chủ nhà bận... thì nói rằng là bà ấy không có làm gì nữa yeah. bà cứ ì ra như là một bà mẹ chồng ở trong nhà vậy yeah. nhưng mà cho nghỉ thì bà không, không chịu không chịu dọn ra uh, cộng đồng Nam cũng bị tình trạng rồi đuổi đuổi không ra thành ra phải có hợp đồng rõ ràng yeah. khi thuê mướn con người thưa, thưa quý vị dù là thân cách nào thì thân cũng phải cẩn thận phải, chị, phải uh, bút xa lỗi gà lỗi chết chút vâng. xíu hợp đồng cũng phải theo thủ tục vâng thì, thì anh mình phải theo thủ tục tức là có hợp đồng đến ngày đến tháng mãn hạn thì phải mua về ra trong đó có cái điều khoản đó anh trung thì, thì mình home, có mình có thư gửi cũng dễ hơn dạ, vâng. trong cái mobile home ở đây cũng xảy tình trạng rất là cho bạn mướn xong nhất định không chịu ra dạ. cái, người kêu cảnh sát đến ờ, cảnh sát không dính đụng đại vào hết thưa quý vị uh, trước cái vụ đá anh này chị hà có nhớ ngày xưa Người ta xem cái xem tin đoán kết quả bằng cái con gì không có cái con nhớ không? con con, con Bạch, bạch tuộc, bạch tuộc, bạch tuộc. Rồi. bây giờ thì con lạc đà Bây ừ. giờ lạc đà ai coi Lạc <laughs> <laughs> đà để ở đâu Bạch tuộc, lạc đà theo như huy tường à, Bây giờ Trung Quốc dùng con gấu trúc à, Con gấu trúc để rồi. xem kết quả vâng. rồi, Và nói đến Trung Quốc Sẽ thì, về phía nào Nói đến Trung Quốc thì bây giờ trong nước họ nói rằng Nếu mà, nếu mà Việt Nam muốn thoát được Cái, cái tình trạng bế tắc hiện nay vâng. á, Thì đầu tiên phải Muốn thoát cộng mà, thì phải thoát chung trung đây là trung quốc đã vâng. thoát cộng sản trước ừ. thoát cái cái chủ nghĩa cộng sản xong rồi thoát trung quốc thì mới thoát chết thoát cộng thế thoát trung mà, thì mới nhưng thoát mà nhưng mà cái, cái cái con gấu trúc Có nói là là hoa kỳ kỳ này thắng bỉ không chưa chị tại vì tại hoa tại, kỳ rất tự tin Chỉ nói là trung quốc đang dự trù đã dùng một con gấu trúc mà chưa biết nó nó bói như thế nào à, vâng. chắc là để miếng tre cho nó tới đâu nhặt đó à, đó là cái phần tin của chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả và trong chốc lát sẽ đến vấn đề xung quanh ta Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sống Vui Radio phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Mọi góp ý xây dựng xin liên lạc 187858077 785 8077 785 8077 Quý thính giả muốn nghe lại chương trình này xin vào website tìm lại tuổi xuân.com tìm lại tuổi xuân.com sản phẩm độc đáo tuyệt vời tạo đêm vui hạnh phúc mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền chiếc đầu kinh niên mất ngủ triền miên bệnh tật tiêu liền mỗi ngày một viên xin chú ý xin chú ý để mua được sản phẩm stem gel tế bào gốc và serum stem gel tế bào da chính gốc chỉ đến những đại lý liệt kê sau đây tại Auckland có Tân Á Market và toàn phát Kip Shop trên đường International vùng San Jose Khải Hoàn 2 cạnh Center Supermarket và khải hoàn sáu trên đường Story, Cannibal Skin Care trong khu nhà hàng cao nguyên trên đường King, True Beauty trong khu Việt Nam Thảo cũng trên đường Story, Isla Collection kế bên Lee Sandwich đường King và Nhật Thành trong khu Paloma trên đường Silver Creek. Đặc biệt trong khu Grand Century Mall đường Story có Angel Beauty xin nhắc lại bên trong thương xá Grand Century Mall ở đường Story chỉ có một đại lý duy nhất Angel Beauty mà thôi. Muốn biết thêm những đại lý ở các tiểu bang khác xin liên lạc 1855-617-4074 1855-617-4074 Hoặc vào website .com. tìm lại tuổi xuân.com Tìm lại tuổi xuân.com Tùng tế bào ra mỗi ngày hai lần trắng ngần đẹp xinh Giúp da tái tạo tế bào Xin vào website www.tìmlạitui com hàng tháng đọc nguyệt san phụ nữ gia đình quảng cáo hữu hiệu bài vở hữu ích muốn có thêm khả năng lý giải và ứng xử nhiều tình huống trong cuộc sống muốn thưởng thức hương vị của tình yêu tình vợ chồng tình gia đình tình người muốn trở thành người phụ nữ duyên dáng thanh lịch hiểu biết muốn cập nhật thời sự xã hội xung quanh mình chuyện gì xảy ra hãy tìm đọc nguyệt san phụ nữ gia đình tạp chí chuyên đề xã hội dành cho bạn gái mọi lứa tuổi là mỹ phẩm hiệu nghiệm nhất làm tăng thêm vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình của quý chị quảng cáo và mua báo dài hạn xin gọi 714 657 9970 714 657 9970 bắt đầu tiết mục vấn đề xung quanh ta phụ trách bởi người thay thế nguyên hạnh đó là rachel nguyễn phụ họa bùi bích hà vũ trung cùng trương Huy tưởng mời quý tính giả theo dõi <laughs> uh, uh, trước khi um trong bản tin anh huy thường cho nghe bản nhạc Dim Sami <laughs> thì vấn đề xung yeah. quanh ta thì lòng vòng như đó Dim Sami, Dim Sami Mitchell Rachel um, cái lần cuối cùng mà anh Nguyên Hạnh nói về vấn đề xung quanh ta là nói về uh, đề tài là nursing home mình có nên cho cha mẹ của mình vào trong nursing home hay là như thế nào và cái sự quyết định đó Uh, cái sự quyết định đó uh, có nên hay là không nên uh, hoặc là trong một cái phân cách mà mình có thể um, dựa vào căn bản nào mà mình đi đến những cái decision cái wise decisions cho những người cha người mẹ của mình hoặc là dựa vào trong cái nền tảng nào mình có thể giữ uh, người cha người mẹ mình ở nhà mà mình con cái có thể thay phiên nhau mà để nuôi dưỡng hay là chăm sóc đó là một trong những cái vấn đề mà À, hầu như cái câu trả lời rất là khó mà cái quyết định nó không phải dễ dàng cho mỗi gia đình à, mỗi một gia đình có một cái hoàn cảnh khác nhau có một cái nhu cầu khác nhau có một cái uh, cái uh, uh, cái suy nghĩ khác nhau về nuôi cha mẹ mình ở nhà hoặc là đưa vào trong nursing home à, tất cả những cái yếu tố uh, tùy theo bệnh tình của tất các bậc cũ nữa, uh, nặng hay nhẹ hay là cái minh mẫn không minh mẫn nó vừa vào trong nhiều cái nền tảng khác nhau mà mình có thể mình đưa đến một cái quyết định uh, tốt nhất cho những người thân thương của mình ha câu ha. Nói yeah. như ratio đó, tức là chúng tôi thiết nghĩ là không có cái vấn đề nào mà không có giải đáp. Yeah. chắc chắn là vấn đề nào cũng có cái giải đáp ở bên trong vấn đề là mình có nhìn thấu rõ hay không thôi thì trong trường hợp Dr nói đó để giúp cho mọi gia đình quyết định một cách nó không có những cái ân hận yeah. không có những cái dây dứt cho con cái đó là trường hợp nào mà bác sĩ à, nói rằng là cụ này à, với cái tuổi tác của cụ với tình trạng sức khỏe của cụ cần phải có những săn sóc chuyên môn yeah trong trường hợp đó thì bắt buộc là con cái phải đưa các cụ vào trong những cái nơi mà mình cần gọi là những cái special care đó mà đầy đủ nhất tạm thời mình nghĩ là bây giờ không có cơ quan nào khác hơn là các cái trên nước sinh hôm còn ngoài ra những cái chỉ có vì là cụ các cụ già cao tuổi uh, hơi lẫn lộn chút xíu hoặc là ăn uống không được gọn ghẽ hay là vấn đề vệ sinh cũng không được uh, các cụ không, không 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 tự chủ được ví dụ như vậy thì gia đình nào mà con cái đông thì có thể cộng thêm với trợ giúp của chính phủ mình đóng thêm mỗi đứa con một chút tiền để nhờ một người đến nhà thay họ săn sóc các bậc cha mẹ và thay phiên nhau các con thay phiên nhau để mà đến thăm uh, mẹ hay bố nếu mà không phải mỗi ngày thì vài ba ngày một lần thay phiên nhau uh, còn nếu mà không có cái phương tiện đó tức là nhà mà neo đơn nữa có một con hai con không cách nào có thể có được cái cái, cái, cái không áp for được nói như người mỹ đó uh -huh. thì chắc chắn là mà lại không có cái bảo hiểm săn sóc dài hạn nữa thì chắc chắn là mình phải phải gửi các cụ vào thôi còn ngoài ra thì nếu mà gia đình đông con uh, giúp được cái người coi có người giúp đỡ được thì nên để bố mẹ ở nhà vì cái không khí gia đình nó cũng quan thiết cho cái người lớn tuổi lắm còn nếu mà không được thì bắt buộc là phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính phủ thôi và như vậy chắc chắn là về phẩm chất cũng như về cái emotionally về phương diện tình cảm thì chắc chắn là thiếu sót rất là nhiều dạ yeah. mm -hmm. thì um, Rachel cũng có suy nghĩ về cái vấn đề này nhiều tại vì cũng còn bà cụ mm Hành -hmm. thử là sofa thì bà cụ của Rachel vẫn còn sống với gia đình còn đôi lúc còn đi đây đi đó với chùa chiền rồi này nọ thì mà trong những cái hoàn cảnh mà khi mà thấy um, những mà các cụ có những các cụ mình không còn những cái sự đuôi. kiểm soát ừ. những cái bệnh tật hay là ừ. như thế nào um, nó có hai cái, cái pro and con uh, trong cái, cái 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 lợi và cái hại cái đó. lợi và à. cái hại à. trong whatever những cái decision nào mình làm cũng vậy thì mình coi cái cái lợi với cái hại là bằng phương diện nào thí dụ mình đưa vào cụ vào trong uh, nursing home À, cái lợi là lợi cái gì lợi là mình có những có những cái medical expert mình có sẵn mà có thể khi cần là họ lúc nào họ cũng vẫn có cái sẵn sàng ở trong đó thì cái lợi cũng là mình cũng à, được không phải bị stress ở trong gia đình từ cá nhân một không có phải là bị stress là những cái phần đó Uh, cái mà không được vui cái 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 hại hay là cái baby cho không dám nói là cái đó là cái hại nhưng mà cái mà mình có thể mình uh, consider mình vì consider mình suy nghĩ là nhiều hơn nữa là một trong những cái là cái tình cảm giữa người bệnh nhân với cha mẹ con cái nó lại không còn những cái 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 cái, cái sự giao tế hàng ngày tất nhiên khi mình để mình thăm viếng giống như mình thăm một người bạn hay là thăm một cái thăm viếng mà nó 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 không được đôi lúc công việc làm ăn công việc mình làm nó đôi lúc cái lịch trình của gia đình nó nhiều bận rộn mà đôi lúc cái giờ thăm mình có đôi lúc mình bị dễ sao lãng rất là nhanh, dễ quên đó. Ờ uh, và một trong những cái đó cái 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 tình nó nó càng ngày nó càng cách xa ra nó không có được ấm áp giống như mà khi uh, một người mà bậc cụ hay cụ ở nhà chung với với mình thì đó là một trong tùy theo mỗi gia đình và mỗi một cái nhu cầu khác nhau uh, trong cuộc sống của mình mình cân nhắc mình thấy cái 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 nào tốt và cái decision nào mà mình thấy nó 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 uh, nó, nó nó tốt cho cho cả cả đôi cả hai bên cả tốt cả hai bên cả hai bên được. Yeah. thì có có nhiều chỉ có nhiều cụ nuôi uh, có những gia đình với cho thấy nuôi uh, bà cụ hay không bà cụ ở nhà 10 năm, 10 mấy năm cũng có, có những gia đình. Có chứ? Có yeah. rất là có anh thử ra khi mà đi đâu dắt các cụ đi ăn thì đó là một trong những cái niềm vui mà với cho thấy được các cụ có. Và có những gia đình không có cái nhiều điều kiện mà phải đưa vào trong nơi sinh heo hoặc là những cái bệnh tình nó lại nó nặng hơn nữa hình thử nó không không sự còn buồn bã buồn nữa, bã à. dạ. thì Sợ một trong nữa. dạ một trong những cái article mà Rachel mới vừa đọc qua đó bây uh, giờ thấy cái tấm hình này mình cũng hơi cảm thấy hơi xúc động là một bà cụ già da uh, yeah, mặt nhăn nhau uh, hết trơn mà xong uh, cái uh, cầm cái người bằng cái bằng tay mà của một đứa con á cầm một cái đứa to mà một đứa con nó quạnh mặt đi cầm cái bằng tay mà ôm cái bàn tay đứa con hùng à, thì cái một cái oracle đó bằng tiếng anh thì đại khái nói lên là cái sự decline của cái tình thương á nó thì nó từ từ nó nó vỡ nó 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 phai đi, nó đi. Ừ. khi mà một 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 người con đi đến một cái decision đó thì khi mà bé châu nhìn cái hình ảnh đó, châu thấy là trong tất cả những uh, mình nói về cái tình hả cô, tình cha mẹ, tình tình uh, anh chị em hay là bất cứ một trong những cái hoàn cảnh mà mình phải make cái decision đó, cái bottom line đó, mình thấy cái decisions mà um, những cái gì mà mình cố gắng giữ cái tốt nhất, cái lành mạnh nhất bên cạnh của mình tuy rằng mình cũng phải qua những cái giai đoạn mình phải suffering tất nhiên mình khi mình chăm nom một cái người lớn tuổi hay mình chăm nom một cái người uh, đang có bệnh mình chấp nhận được cái phần đó uh, để mà uh, để mình nuôi dưỡng những cái gì mà cái hình ảnh hay gì trong cái cái lòng của mình mình cảm thấy mình được nhẹ nhàng khi cụ ra đi hay là và đó là một trong cái phân cách mà những cái hình ảnh mà bây giờ thấy uh, hầu như là đa số gia đình cũng lựa chọn cái 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 um, con đường đó hầu như người Mỹ hay người Việt uh, ngoài trừ những cái gì mà quá nặng nề thì không không quá cái sức thì sẽ đưa vào trong một cái quyết định vào trong cái nursing home nhỉ yeah. Ừ, thật ra thì cái vấn đề mà đưa bố mẹ vào được sinh hôm hay không nó có một cái conflict cái sự mâu thuẫn lớn nhất ạ. Nó ảnh hưởng đến vấn đề cái tình cảm của con người đó, là về cái văn hóa. Văn hóa Việt Nam thì nói là trẻ thì cậy cha, già thì cậy con. Ừ. À, lúc mà còn bé thì cha mẹ bảo bọc con, đến khi mà cha mẹ già yếu rồi thì con cái phải bảo bọc cha mẹ cho nên bây giờ mà thấy mà các cụ còn sống còn tại thế mà mình lại đem các cụ đi gửi một cái nơi khác thì nó đau lòng lắm. Ừ. Chưa kể là tuổi già đó thì bắt đầu thấy sợ hãi những cái thế. không khí mà họ không quen thuộc. Ừ. Bây giờ vào một cái nơi xa lạ như vậy nhất là những người y à, tá có thể họ rất chuyên nghiệp nhưng mà cái tình cảm mà sao họ có được? Ừ. Bởi vì họ không thể chan hòa được cho tất cả các bệnh nhân, thành ra cái sự thiếu thốn về tình cảm đó nó làm cho các cụ dễ dễ bị suy sụp hơn về Đúng vấn đề thế. sức khỏe. Vì Bây giờ thấy thêm một điểm người việt của chúng ta sống sống ở hải ngoại này đó à, bao nhiêu nghề nghe nào cũng có từ real estate cho tới um, tất cả những ngành nghề mình có thể nghĩ ra kỹ sư bác sĩ mà cái nursing home người việt mình cai quản thì hầu như không thấy à, có không anh chung có à? ở onscam thì có nhiều, nhiều à? lắm ở đâu anh uh -huh. Uh, Orange County, yeah. Garden Grove, Westminster đều có. Cũng có. Sự... Anh nghĩ trên sang Hồ thật ra có. thì thật ra thì cái, cái, yeah. là cái người owner đó, owner chứ yeah. không phải là cái người mà cái... điều hành. Không. Cái người điều hành thì có, có những cái gọi là Vietnamese Department, yeah. họ giao cho một manager để mà trông nom marketing và đồng thời trông nom một cái business. Đó. Đấy. Ừ. Cái business về trông con người già đa phần vâng. là rơi vào tay lúc trước kia Thỏa mà chưa có người Việt, ừ. Việt Nam thì Mỹ. Ấy. Vâng. Và đương nhiên, ừ. nhưng sau này nó đã có những chuyển sang cho những người phi người yeah. phi họ làm chủ những cái dịch vụ như thế đúng, đúng. và cuối cùng ở trong khu vực có người việt nam thì chính những người chủ phi đó bắt đầu họ nhìn ra cái đối tượng khách hàng là người việt uh -huh. cho nên một số người việt nam Kể cả, cả y tá có hay là uh, R, um, rn cũng đã được những công ty là thuê à. Tôi nghĩ là tôi cho biết là ở giống như um, tất cả những người nurse là thường thường là người phi mà nếu mà một người mà owner của một cái nursing home á người Việt đó nói như là không phải là chỉ là một cái management một cái department giống như Rachel mới giống như người Việt mình rất là có cái khả năng để đầu tư vào trong một cái nursing home. Xin như trả mình... lời với Rachel yeah. thế này uh -huh. uh, so far mà tôi biết thì cái người phi luật tân họ làm chủ những cái gọi là boarding and housing Đúng rồi. Tức là những cái đơn vị có từ 4 cho đến 8 giường để cho các cụ già sống như là không khí gia đình. Tuy không phải là gia đình của mình, nhưng mà cái được sự săn sóc nó gần gũi hơn Và các cụ được lựa chọn những cái người ở chung với nhau Ví dụ như vậy Nhưng mà làm chủ những nước sinh hôm lớn ấy, Thưa anh Trung vẫn còn là những cái corporation của người Mỹ Thế tôi có hỏi chuyện một số bác sĩ y khoa của chúng ta đấy Thì cách đây cả 20 năm chứ không phải bây giờ đâu Thì các bác sĩ nói là họ rất muốn làm một cái trung tâm như vậy Bởi vì rõ ràng rằng là cái, cái, cái khuynh hướng người Việt Nam cộng đồng chúng ta sẽ đang già đi rất là nhiều Đúng. và cái khuynh hướng cần một cái một cái nước sinh hôm của người Việt Nam như anh Trung nói đặc biệt từ cách săn sóc cho đến thực phẩm ăn uống cho đến cái sự cái tham viếng đều thì phải vậy? đi theo cái văn hóa Việt Nam đúng. nhưng mà các ông không làm được là bởi vì những cái requirement của chính phủ nó rất là Đấy, khó đúng. không cách nào mà mình đáp ứng được với một cái số vốn đầu tư nó có giới hạn thôi thành ra cái sự điều hành nó đòi hỏi vô cùng nên các bác sĩ rất là muốn mà không thực hiện được ngay Và, cả vâng. cái trung tâm gọi là giải trí các cụ để ngăn ngừa bệnh tật vâng. để đỡ tốn kém hơn đó, thì cũng đã gặp nhiều khó khăn từ vấn đề tài trợ của tiểu bang vân vân vâng. và hiện nay theo một cái bài viết của người viết là Queen Ca đã có sự, sự, theo dõi rất kỹ là trong vùng quận Ca mà Los Angeles không cái người mà cao niên phải ở trong nước sinh hôm đã là lên đến 15 000 người và cái tâm lý hãi sợ tâm sinh lý của người già vâng. đây, rất là hay nghi ngờ và hãi sợ bài viết này có nói đến cái chuyện của một ông bố đã phải quỳ sụp ngay ở trước cổng viện dưỡng lão chắp tay vái người con ruột của mình và ông nói lên rằng ba lạy con con cho ba về nhà Ba có chạy ghế bố nằm ở trong gara cũng được Chứ con đừng có bắt ba vô đây Một người khác thì tên là ông Lâm Trần Thì khi được hỏi về vợ con ông có đến thăm không Thì ông ấy ông ấy bực bội Ông nói rằng thôi làm ơn đừng nhắc đến vợ đến con tôi nữa Nếu mà còn gọi là vợ với con mà họ để tôi sống như thế này ư ừ. Thì thưa quý khán giả trong những phân tích cho thấy rằng những người lớn tuổi đó Thì cái, một lần nữa là cái tâm sinh lý nó hoàn toàn không thay đổi Đại khái nó tự chung ở những điểm như là hãi sợ hay nghi ngờ, có cái mặt cảm bị bỏ Buồn rơi, vã, vâng. bị hắt hủi và cái đau đớn nhất là bị tách khỏi cái mái gia đình với con và với cháu của mình. Quang Thành, đây ra kỳ sau thì chúng tôi xin trở lại vấn đề làm sao để chuẩn bị và các thế. cụ đi vào cái tiến trình này một cách êm ả. Vâng, à, chúng tôi xin hẹn chương trình tới và xin chào tạm biệt quý thính Điều. giả, xin hẹn tái ngộ trong chương trình ngày mai.